chào anh em. Lâu lắm rồi mình quay vlog anh em ạ. Hôm nay 30/4, mình có làm một bữa offline nhỏ, làm con lợn rừng này. Đó. Đang chuẩn bị mổ. Đây là quay cái vlog chơi anh em nhá. Mình dùng con GoPro 10 hôm trước mình có review ấy. Nắng quá. Hiện tại đây là có ông nào đây? Đây là mod đại diện của khu vực mod Tây gì? Nguyên. Ông này là mem, không có áo mod anh em ạ. Đây này. Mod là như kiểu là mấy ông này này. Đây. Ông này mod này, mod đánh khúc này. Đây, ra cái đỏ TV này, mod này. Ông này là mem đúng không? Áo mod đâu? Yeah. Ông này là làm gì được mod? Không, em là giết lợn con này tí quay thôi rồi nha mọi người, chắc hôm nay làm nhiều món nên không quay nữa. Mình đang đợi bố mình lấy đồ để đánh tiếp canh. Cái đoạn giết mổ này sẽ không được quay anh em ạ. Mình chỉ show chơi thôi. Anh em biết ông nào đây không? Đây là chồng của hot girl kênh chứng tạo ngày xưa ấy. Trường mà gọi trang đây như nào Trường? Chân giò chứ. Đây, hot girl kênh chứng tạo này hồi quay video chân giò úp nồi nhôm. Con bây giờ lớn tướng này rồi đây anh em ạ. Đấy, ông hết chờ hết đợi nhá. Trang bỏ tay nón bỏ chứ nào. Cu được mấy tháng rồi Trang nhỉ? Cu nhà cháu được hơn 7 tháng rồi. Hơn 7 tháng rồi đúng không? Đây, chồng đây anh em này. Bao nhiêu người ngày xưa hóng Trang xin info các kiểu, bây giờ con lớn tướng rồi. Trang biết bỏ chưa? Chưa. Nhanh thật. Đây, ông này là mod mới này. Vừa hôm nọ đến dọn nhà kinh tạo. Nắm chân ra thả đi. 6 7 người húm vào đâu. Mình phải xa anh em ạ. Đây, hot girl bây giờ mới có 19 tuổi mà con lớn như anh này rồi. Chân vẫn dài lắm. Đan ra đây cho nó đan. Đứng với cháu nào sao đan đen thế? Đây bà vợ mình. Sao đen hơn Trang nhiều, đứng vào trên nào, vợ đứng ở bị ngược nắng hay sao chứ? Đâu có đen hơn nhiều đâu. Ủa đứng vào trên nào, đứng vùng đo với cháu thế nào? Hai mọi cháu đứng vào nhau, cũng bằng nhau mà. Ủa cao hơn cháu đến nở cái đầu rồi. Hơn 15 phần này. Hơn phần. Chưa đâu, đang từ từ. 4 ngày đi. Là, muốn ngày thứ còn lại đấy. Đi chém gió anh em tí, đợi đội kia xử xong đã. Nào anh em xem mấy con xe mình chế vẫn để bên kho này. Mình còn một cái kho ở bên kia nữa anh em ạ. Kho này là kho mới thì những cái đồ mới chế mình sẽ để bên này. Đây là con cẩu này. Con này là con nâng nọ đây. Con xe buggy. Xe áo bánh này. Con này là con drip. Con này là con xe jeep mình độ điện đấy. Đây là con công nông này. Xe bèo. Đây là con xe rùa. Con xe này hồi mình mua về định chế nha bạn, chưa kịp làm. Con máy phát điện kìa. Chỗ này là có con CB này. Con xe cúp mua về định chế cho tối quá nha bạn. Cái đèn nó không đủ đến đây. Còn thì con Husky. Mình hai con xe cúp, một con cúp kia mình định chế ba bánh, hôm nào mình sẽ chế. Con này bỏ từ hôm đấy, con lâu chạy được mấy vòng mới lại nhiều xe chật quá nên nó hết chỗ để chạy anh em. Nóng quá. Quay cam trước xíu nào. Đây. Lâu lắm không quay vlog anh em ạ. Hồi xưa mình đam mê quay vlog lắm. Bây giờ cứ cầm máy là ngại ngại. Đây ông này là ông mem Trường nha, không có áo mod. Áo đâu Trường? Để nhà làm mùa lợn không mùa lợn xong này mới làm gì. Đội kia vẫn đang xử rồi, sắp xong rồi. Không dám vào xem à? Ông này ông bảo ông sợ lợn. Đây bên này là cái chỗ nhà mới của mình. Mình hay quay video bên này. Chỗ này là cái khu đổ để linh kiện này. Linh kiện chế xe các kiểu. Chỗ này cũng vậy. Bên này là khu ốc vít. Tại vì cái máy này con GoPro đây nha mọi người. Mình quay bằng cái ánh sáng thực của nó luôn. Không biết nó sẽ sáng như thế nào. Không có đèn flash, mấy trong này nó cũng đang hơi tối. Đây cái khu này là hay hàn xì chế các kiểu này. Đó, bên này là cái máy tiện mini, những cái đèn đó. Lâu lắm rồi mới quay vlog anh em ạ. Hôm nào mình sẽ show phòng cho anh em xem nhé. Trong này là phòng máy tính. Mấy chỗ quay những cái video ở trên bàn thì mình sẽ quay ở đây. Dưới này là những cái thùng để linh kiện này. Motor, một tiết các kiểu. Đây là mấy cái máy in 3D nha mọi người. Mấy hàn xèo pin đây. Lâu lắm rồi không quay lại cái đoạn này. Chắc là hết chỗ ở đây mình xem. Chỗ này chỗ máy tính mình ngồi làm việc đây này.
cái màn hình này kia thì hồi xưa mình mua cái màn hình dài á, nó nhìn nó ánh sáng nó hơi bị chói mắt, mình để ra ngoài cái máy chạy bộ tí cho anh em xem. Bên này là hệ thống cam ở trong nhà xe những cái kiểu này. Đây, mấy cái chỗ bên vườn luôn đang mổ lợn ở đây, ở chỗ này, đây cũng thấy này, đây là một cái cam nữa, cam nhà chính đó. Đây con màn hình đây thì chắc anh em sẽ thắc mắc là con mình dài đâu, đây mình cho nó ra ngoài này anh em ạ, để cái máy chạy bộ dùng cái cáp thỉnh thoảng nếu mà lúc chạy thì bật lên để xem chiếc các kiểu. Đó, cứ làm xong mệt mỏi ra đây thể dục anh em ạ. Rồi đi ra ngoài nhá. Show gần hết cái phòng cái kho bên này của mình rồi đấy. Khênh gì đấy Cún ơi, đây show con bé nhà mình ngày xưa này, hồi quay mấy cái video xe cũng lớn hơn bằng mẹ, đứng mày đo mẹ cho nào con, sắp bằng mẹ rồi. Hồi nhỏ làm mấy cái xe scooter ấy nhỉ, cho Cún quay suốt đời lớn tướng rồi. Xe xong chưa Trang? Thế là không ai chờ đợi được Trang. Lấy chồng mất rồi. Ở bên này xong rồi anh em ạ, chuẩn bị tí đến đoạn là pha ra nhá, xong là nấu nướng các kiểu. Mình hôm nay làm chân cameraman thế là không phải sờ mó gì nhá. Ghi lại khoảnh khắc của những cái độ này, có thỉnh thoảng lôi ra xem lại anh em ạ. Được anh em ạ, cái món xiên mà mình hay quay ở cái máy của mình để đây lâu mất hết rồi, bây giờ phải lôi ra để rửa. Đây con máy hồi mình chế đây, để đây nhá, hai anh em sẽ khinh nha. Đây ông Giàng A Đen TV. Con máy này nướng thì bao nhiêu thịt thì mạnh nhỉ, nhiều thật anh ạ. Dùng lâu lần nào anh em lên chả nướng con này. Đi vào trong, vào trong chỗ vườn luôn, để trong xong để chú đem than ra, đi bốc ít than ra thì đúng. Đội này đang pha thịt các thứ rồi. Vào trong, vào trong, sau này cho bãi đất ấy, cho nó mát mẻ. Bé kìa, bé kìa. Cái này đi mày. Đây CD cho rộng rãi. Đấy. Bây giờ chúng ta lấy than chuẩn bị tí nữa chuẩn bị đốt xong mạnh ạ. Mình sẽ dùng cái quạt để quạt này nha, để nướng chả. Cái quạt này từ hồi lấy để làm video review anh em. Ở cái shop của mình ở An Phúc ấy, chỉ có dùng để mỗi nướng chả thôi. Chưa dùng vào cái việc gì luôn. Pin để chạy cái máy nướng này mình sẽ dùng pin Ryobi này nhá, loại 40V 6Ah này. Hồi lấy một đống vứt đây nha mọi người, vẫn còn. Mình sẽ dùng thêm một cái này, gọi là cái ngàm của pin đấy, đấu một cái jack DC này nhá, để dùng luôn vào cái máy nướng đấy. Đây cái này cắm phát này vào thôi. Đó, thế là dùng được. Bé à? Đây. Đó, đây nha mọi người, hai hộp quạt nhá. Đây, cái pin Ryobi thì mình mới cái này chế thành cái jack này rồi. Ngày xưa mình để hai quạt đây này, nhưng mà lâu quá chơi luôn cái quạt này. Cắm lên vô đây phát là xong. Đó. Vẫn chạy tốt anh em ạ. Đấy, cái tầm này là vừa nướng luôn. Cho than lấy đi lắm. Không cầm găng tay gì ạ? À? Tí rửa sau. Đỡ ơi cho luôn đi đúng không? Chú giải một lượt ra lâu ạ. Hay là đổ bớt cái này đi không? Để có lớp nó giữ việc. Cho sao thấp luôn đi kìa, đốt cháy đó. Để con lấy cái kẹp. Đây bây giờ hot girl vừa kịp vặt rau thì con khóc anh em ạ. Đâu rồi đưa con bé kìa, đang đòi mẹ rồi. Con đâu rồi hả? Giờ bà trẻ hàng đang bế. Nín rồi hả? Cái ra làm là cậu đâu rồi? Nín rồi à? Vẫn khóc đấy chốc. Ăn đòi mẹ à? Đây là cái khóa chốt. Thế mà chú bảo là đẩy.
Đây, dùng cho nó dưa quay xem nào. Bốt cam men anh em ạ. Chai này giữa Tết này, lôi ra để rửa lòng cho nó thơm. Mở lên, bỏ tay ra đấy, đắng một thế, đúng rồi. Trường, quang quang, giữ cho trường người quang kìa. Không cần cho vào trong à? Cái này bóc nó ra mà trường đấy. Rửa ngoài đi à, cho tí ở trong luôn, chắc không cần đâu. Thế phải thông thôi, quang giữ cho bóc một cái vào trong thông chứ qua. Cái đầu đâu. Nhà mình cứ mổ lợn này là ông trường, ông chuyên gia xỉu món lòng anh em ạ. Đấy, đang thông tí vào. Độ này đang băm chặt để làm dồi anh em ạ. Cái gì đấy? Giật mình. Thằng bé máy gì? Ông này, ông thằng cu nhà bà Hằng anh em ạ. Ông cai trị một cái đống sỏi từ chiều nhờ. Đan băm để làm nướng chả đúng không? Để ướp chả đúng không? Có hạt dồi chưa? Có đây rồi, hạt dồi đây rồi. Còn ông này ông đang băm để làm dồi nhá, bọn mình sẽ làm dồi giả cầy. Mạnh này chạy đâu mất không thấy đâu nhỉ? Thế con cún đâu? Mạnh đi à? Mạnh chỉ trình để đi thôi. Băm thêm một tí tay vào nhá. Thừa thịt đấy. Rồi. Thêm tí tay vào nữa. Vậy là hôm nay Huy có đói không á? Biết được rồi nhá. Có đói không ấy? Đói. Có đói à? Hôm nay cho ít đường cho nhiều nữa. Hôm nay biết cho ít thôi. Này, xem này, khơi cho nhau ạ. Khơi cho. Ôi ạ, khỏe thế. Tụt quần với nhau. Đấy, để đây cho rộng. Ra ngoài, đấy, ra ngoài đấy. Đấy, ngoài này, ra ngoài để chỗ cái cây này cạnh đấy cho nó bằng lòng cho rộng. Đấy. Cây này cây tầm bóp anh em ạ. Bây giờ nó là thuốc ấy. Trồng cây này để ăn quả làm thuốc. Đấy, được, ok rồi. Đây, tiết canh thì bố mình sẽ băm là ít thịt. Cái này là thịt đoạn nào đây bố? Đây là muốn tiết canh nó ngon là chỉ có lấy thịt thăn mới là cái vách. Cái vách này mới là sụn của xương sườn này. Đấy. Ăn tiết canh nó mới ngon. Đây là hành nướng rồi đúng không? Hành khô nướng với lại lạc rang sẵn này. Rồi, lạc rang. Đây là có rau, cho mình là có rau răm, rau thơm, rau húng ấy. Với lại rau mùi. Chỗ này chắc đánh tầm độ 5-6 bát là được đúng không? Lợn rừng mà thiếu món này thì không còn vị gì ngon anh em ạ. Lợn sạch người ta thả ở trên rừng anh em ạ. Bây giờ chắc người ta vẫn nuôi ăn, chắc vẫn cho ít cám mà chắc chắn lại có nhỉ. Như mình nuôi ở mình mua cái trại quen nhưng mà các bạn tin tưởng được. Lợn này, lợn rừng nuôi hết cho ăn nguyên là nguyên rau, nguyên không, nguyên rau mới sắn, rau củ quả, ngô sắn, rau củ quả, ngô khoai sắn. Thịt nhìn ngon này mà có tí mỡ đâu là biết. Ừ. Bị trộn phát vào xong là bốc đây là pha tiết là dưới rồi có gì? Cái gan tí phải chắc vài miếng lên trên hay không chứ đúng không? Cái gan kia kìa. Gan để cho sau. Đúng rồi đấy, mà miếng trên đúng không? Có thấy nhiều người đây làm gì? Ừ. Mình tiết canh không biết đánh nhau, bố mình biết làm món này. Ừ. Để lấy cho bố lấy đũa trộn nhá. Nào, đem sẵn đây rồi. Tiết kỳ nãy là mẹ hòa à ngoáy nãy vừa luôn, trộn nãy vừa đúng không? Tiết được rồi đúng không? À đẹp rồi đúng không? Đấy. Chỗ đấy đánh chắc phải được 6-7 bát đấy chứ. Đây, đội khán giả ăn keo à, cô. Bò bè. Đấy, đứng học mà xem ông đánh cái canh nhá, lớn mà làm. Cái này là bố pha mì chính thôi đúng không? Hay là đường? Thì cho mì chính. Mì chính thôi. Ai cho đường rồi đấy. Còn tên làng này có ai đánh cái canh cho đường không nhỉ? Không. Không rồi. Làng này tí cho sau cùng đúng không nhỉ? Ừ. Thì này cho làng hay cho mấy nước gan. Nước này nước ấm ấm à hay là nước? Nước ấy đấy.
Nước muối hẳn hay ấm nước ấm? Nước ấm thì vẫn được nữa mà được nhưng mà nó lâu đông. Thế phải dùng nước muối hẳn gì nữa. Chính nhà mình lần nào mổ lợn lấy canh mà chưa bao giờ hỏi bố mình đánh như nào đâu. Toàn cứ để ông tự làm, hôm nay bảo mới quay vlog chơi chơi để xem ông làm anh em ạ. Đấy, cứ là mấy muối, một muối tiết thì 20 nước không? Một muối tiết thì 20 nước. À, nếu mà nước. Thấy cảm thấy tiết các bạn để cho thêm một ít nước nữa. Nhưng mà đầu tiên lúc mình hãm tiết kia thì hãm kiểu gì đã những khó biết đúng không? Hãm tiết á? Ừ. Hãm tiết thì cứ đậu 3 thìa muối để cho 2 thìa nước. À, đấy. Đấy, ăn nhau lúc hãm được cái kia kìa đúng không? Ăn nhau là hãm được tiết đã thì mới được. Thế nhưng hơi mặn không nhỉ? Nhìn thấy hơi có vẻ hơi đen đen không? Ừ. Là, chọc vào chiếc tim. Tối quá đấy. Cái tim nó đen không? Cái tim nó đen và chết khỏi không? Đây bà chị mình đang cắt bánh chưng, có cả bánh chưng luôn này. Bà 14 mà có bánh chưng như Tết vậy chứ. Tết mà. Tết độc lập đúng không? Đâu Tết độc lập là mùng 29 chứ. Thế còn 34 là Tết giải phóng miền Nam đúng không nhỉ? Giải phóng miền Nam đúng không? Lo lắm. Toàn là học lịch sử kém anh em ạ, không nhớ được. Chưa đông quá nhỉ? Quá hơi nhỉ? Chuẩn bị đông rồi này. Đấy. Chí là đông luôn. Ôi còn sồi như chết lắm. Nhẹ em hàng đá vỡ đĩa rồi. Nó này xong rồi, cái kia đủ không bố? Cái này đem làm rồi hàng ơi, đem làm rồi được chưa? Rồi. Ok rồi. Còn nhiều hết tham hồ thì mua làm gì? Anh chưa? Lên bế cu. Mình khéo quá. Rồi, đợi tí nữa là mình ra đúc rồi mới nướng chả ra. Tí mà quay sau cái này tiếp. Đấy, thấy cầm máy cái là tranh nhau bấu tay vào để xiên thịt để lên hình ấy. Rửa tay chưa đấy? Chưa. Quang đo chỗ nào đúng xiên rồi, Quang cái khiên của Quang đúng rồi, cái quên mà đúng, Quang nhảy Quang. Cái xiên này mới đúng đúng không? Cái xiên kia phải xiên lại đúng chỗ vào trường ạ. Để đúng vào tầm cả cái máy á. Cái đấy là mạnh xiên đấy, tao bây giờ mới được cái đấy. Chị mình đang làm rồi. Cốt rồi nha, chuẩn bị đúc rồi. Nhìn ngon nhỉ? Ngon nhỉ. Thêm một ít tiết là ngon quá. Đây, bên này thì là ông anh rể là ông Trường ấy, chồng của bà Hằng kia. Đang chuẩn bị rồi. Nướng chả rồi, vừa chưa? Tô than chỉ hai bên thế à? Rồi, thế thôi. Cái vô đây. Nhẹ em đổ vào đấy chú, cái này cứ đổ chưa ạ? Để chú cho. Từ nhá, cẩn thận đổ. Đây anh em ạ. Bật đi cho bật cái ngoài ạ, công tắc ngoài. Rồi. Vừa đẹp luôn anh em ạ. Nhẹ em đổ vô chưa ạ? Đấy, cầm lên luôn đi nhanh. Sao cái nào không biết cái sao đấy? Không phải, cái nó phồng nha. À, cái phồng nha đúng không? Cứ kìa ấy. Đồ đạp nó vẫn chạy được hết mà. Nó bị cong cái miếng sắt lâu quá đúng không? Đấy. Ngày xưa mình làm sắt có 1 ly, 1 ly rưỡi. Cái này hôm nọ mình làm con kia sắt 3 ly nữa mới khỏe. Tí là vàng rồi anh em ạ. Để mình vào xem. Ở trong kia là ông Mót Nguyễn Huy. Ông đang làm món giặt cầy. Để mình vào xem là tí là vàng ra là quay là vừa đẹp ấy. Đây. Móc Nguyễn Huy này, ông tranh bếp của vợ mình rồi. Đang bảo để cái món giả cầy để em làm cho. Giò đấy, giò đây. Cái này xưa nó canh. Giả cầy nấu chân giò mới nguyên chân giò lúc nào chân giò thôi. Chân giò đúng không? Ừ. Gia vị đầy đủ hết đây nhá, cần gì bảo chị Đan nhá. Đây, máy xoải. Ai à, lắc như của đầu bếp vậy á? Bếp làm bếp hả? Tí lắc xong nó tự nhiên nó lại rơi ra ngoài cho này. Bây giờ này. Đây là như đầu bếp vậy anh em ạ. Chúng ta không móc kiến tạo nhiều ông lắm đa tài hết chứ. Rơi được. Muối là nó đà. Đấy là mì à, muối đúng không? Mì chính đấy. Muối. À bột canh, bột canh. Mì chính đấy đúng không? Tối cũng chẳng nhìn thấy cái gì ông này vẫn à ông này đeo kính vậy lo. Đeo kính thì tinh mình không đeo kính nhìn thấy. Chú thuốc tay trái à? Phải. Tay phải được một tay phải để hết chứ không tay trái để đảo đấy. Đấy rơi một miếng rồi nhá. À miếng hành. Đấy, như thật chút. Đây, tiết canh bố mình vừa cho gan mới lại cho thêm đậu phộng anh em ạ, lạc đông nhỉ bố.
À, ngon lắm rồi anh em ạ. Ui, ui đẹp lắm rồi anh em ơi. Tí nữa chắc là cứng rồi. Cái này cũng được rồi. Cái này đâu? Cái này tí cứng luôn. Ui, ngon lắm rồi. Tầm này thì ăn đúng bài. Đây ông Giang A Đỏ và ông Giang A Trường. Hai ông đang chuẩn bị món đúc rồi. Rồi giả cầy. Mạnh trên La Hủ có hay làm món giả cầy này không Mạnh? Em ít lắm. Ít lắm ở trên đấy là ăn kiểu gì? Đấy thì họ thường làm pịa ăn luôn à? Làm bịa luôn này đúng không? Bỏ rồi luôn, làm bịa ăn luôn. Ok, dưới ra ngoài tí. Đói lắm rồi anh em ạ. Ngửi thấy mùi chả của ông Quang Lê kia, ông nướng là đói lắm rồi. Chắp chín chưa Quang? Gần chín nhỉ? Thấy vàng lắm rồi đấy Quang ạ. Vàng phết rồi đấy. Ui thơm ạ. Em này. Ui mỡ leo xèo luôn. Lợn rừng nó ít mỡ đi nhìn ngon chứ nhỉ. Quang mà không đói chặt đầu anh đi. Ngon lắm rồi anh em ạ. Đây món giả cầy của Mót Nguyễn Huy này, xong anh em ạ. Đây, mạnh chứ dít chặt đấy, rồi. Đấy, buộc chặt tình cảm rồi nhá. Lỏng là nó lỏng tình cảm đấy. Hết chưa? Đoạn nữa à? À, chia đoạn ra đúng không? Ừ, chia đoạn dài quá sợ nó buộc. Nó buộc. Đây, cắt đoạn này. Trường nó máu me hết chân tay. Xong rồi về mà tắm chứ Trường. Ôi, ăn thằng về, em sợ về hết cỗ. Ê, tí không có đem Mót đi không ấy? Không. Tí cho ngồi với em nhá. Ừ. Món cuối cùng là rồi thôi ạ. Và luộc phát xong là ăn nóng luôn. Lên chảo, lên chảo. Trang chuyển qua cuốn nem à? Cái này xong được không? Mà nhuộm tóc gì vàng khè đấy Trang? Đó. Tóc mà nhìn vàng đấy. Cháy nắng à? Mà đi nắng bị cháy tóc à? Cháy nắng. Chết đánh. Đây, bà hàng mà đang làm món sườn xào chua ngọt anh em ạ. Rồi sườn vừa đưa vào đây phải không? Luộc sơ. Món giả cầy của Vino ra xem nào đã. Chín này đúng không? Ừ, chín rồi đúng không? Ui, ngon ạ. Đây rồi. Rồi, như Sony rồi nha mọi người, ngon lắm rồi. Quất thôi, bây giờ đợi để ông Huy lấy thêm đĩa. Cái này cho vào cái mâm bưng vào luôn Quang ạ. Ui, nó vàng ạ. À, mỡ nó lèo xèo thế này. Đó. Đứng bài luôn. Túi pin pin Quang nhá, tắt quạt bằng túi pin cho anh phát là được. Đấy có cái jack DC đấy. Ok. Ba mâm. Ô, chị em mới lại trẻ con đi cho làm bao đi. Ừ, mâm chị em đúng rồi, là ba mâm là vừa. Bọn mình sẽ làm mâm lá chuối nha mọi người. Như kiểu trên nhà vợ mình ấy. Trên đây là trên dân tộc Mường, người ta chuyên làm lá chuối của vợ ăn ngon lắm. Cái gì vậy? Có gì không? Lấy thịt đâu, thịt luộc đâu rồi? Mật bố để đâu ngoài kia? Nướng cho bố chưa? Chưa. Chưa nướng. Treo cho cái chuối đấy. Này test miếng chả nướng này. Núp tay luôn anh em ạ. Ui nóng hổi này. Mình đang quay bằng con GoPro 10 nó không lấy nét cận cảnh được. Tí sẽ phải chuyển qua cái máy khác, đợi mình chuyển qua máy khác xem nó nha. Đây nha này, máy này nó mới nét này. Long làm thử miếng không Long? Ăn trước đi cho chú, nhường chú trước miếng. Trường chưa? Núp thử miếng nha, cảm nhận trước đi xong mình ăn sau. Ngon không? Ừ, mềm ngọt ngon. Cái giống mà dọn cỗ anh em chỉ thích ăn cái lúc mà đang nấu nướng mới đang dọn như thế này, ăn mới phê. Ngon quá anh em ạ. Nãy vợ mình có lấy mít hạt dổi của ông Giang A Đỏ ông Mót ấy, cho vào đây thơm quá. Thế mỗi mâm cho 2 xiên thôi. Ừ, đây 6 xiên.
cameraman vẫn bất tử nha, không phải làm gì. Đấy, Trường thích làm cameraman không? Đấy, chồng Trang này. Đấy, cậu đưa máy cho mà quay. Đây, đưa đây, Trường đây rồi. Hai tên Trường thôi nha mọi. Ông này cũng tên là Trường này. Đấy, thằng cháu rể. Cũng tên là Trường. Cũng tên Trường luôn. Đấy, ông anh rể cũng tên là Trường. Đấy, anh Trang là quý chú quá, cháu phải lấy tên như chú luôn. Giang đỏ nào ấy, ngứa ngay chú uống hay ngứa tay đi. Cái dính nó đốt lên. Dính đốt à? Phú Thọ còn lắm dính lắm. Không như Vĩnh Phúc đâu, à không như kiểu mót long thay áo gì à? 77 cân như vậy, à 7 qua thế ở đâu? Mỗi à luôn nó khô rồi đúng không? Này cần gì xếp cho làm gì nhỉ? Mỗi nhà mà mỗi người nhúc ít cho vào tô mà ăn nó nhanh. Chuẩn bị xong rồi đấy, mình lên lấy một chai rượu. Đây mọi người, cái tổ mấy chai rượu rượu vang của mình. Chị uống mấy cái loại thôi. Đây Mạnh cầm nhận. Từ từ cái này cầm nhiều nhiều Mạnh nhận, lấy một loại thêm cái này đi. Đây, cầm nhiều nhá. Cầm luôn một cái loại này anh em uống được lâu mà nhâm nhi đỡ bị sốc. 4 chai lấy thêm tay chú cầm được không? Cái nữa để anh lấy thêm cho 2-3 chai nữa mà cầm một thể. Anh cầm được 2 chai rồi, anh tại máy anh quay rồi. Uống một chai nữa không? Đừng vui nhá. Anh cầm 2 chai này nữa. Xong rồi đóng tủ vào đó. Bảy chai à? Đâu, 7 hay 6? À chú 5 chai đúng không? Đúng rồi, mình 2 đã thành 7 rồi. 7 chai này sơ sơ cũng mỗi chai này 750, có chai đây bao nhiêu? 750 này. Có chai 1 1 lít. Thì là 7749 là tầm 5 5 lít 3 5 lít 4 rồi. Để sau này mày nhận đấy, sau này để đấy rồi đấy. Đó, đây. Nào cả nhà ngồi quê xếp chuồng làm không để nhúp nhoát này. Ngon lắm rồi nha ạ. Đợi mỗi cái nem rán nữa là xong thôi. À đấy lấy dưa mà quên đấy. À dưa chua nữa đây nào, đúng rồi, tí để quên nữa. Mấy mấy đều rồi chuồng? Ba đều. Ba đều gì ạ? Đang xem giải liên quân anh ạ. Hôm nay đang đánh trực tiếp hả? Đang đánh trực tiếp anh ạ. Đây, ngày 30/4 này, đang 17:27 anh em ạ. Cái video này chắc phải mai mình mới đăng được. Hôm nay còn ăn nhậu xong không thể biên tập kịp. Đây, bà Hằng vừa đem chua ngọt ra rồi này. Ngọt. Này, rồi nóng rồi. Miếng gì đấy? Làm miếng ra đây này. Ngon lắm à? Giòn. Cho miếng canh muối tiêu chanh anh em nhá. Mời anh em này. Ui, miếng dạ dày. Mình đang nóng luôn. Ăn sụn sụn luôn. Ngon thế. Trường cắt miếng rồi này Trường ơi. Rồi à? Test miếng mời anh em luôn nào. Tí lên mâm lại không kịp mời ai. Đây hiện tại là trên mâm ông Trường đã sắp được là chả này, gan, thịt luộc anh em ạ, ủ da dày kia mà, măng này, rau sống, dưa chuột mới lại chua ngọt rồi. Còn nem. À đâu? Không phải chua ngọt. Cái này là giả cây. Giả cây đúng rồi, này. Mình bị nhầm. Đây chua ngọt bên này chưa cắt. Đây. Đây, rồi rồi. Này miếng rồi này, Trường làm miếng cho đi Trường, ăn thử đi Trường. Cho ông ăn trước ông đầu bếp. Ngon không? Nói dâu lia lồng xồm này. Ngon lắm rồi, thơm lắm. Đây. Làm miếng luôn đi Huy. Để ê, ông Trường ông đúc rồi, đúc giữa các kiểu. Mời anh em đây. Đó thử Huy. Test trước đi, anh ăn sau. Ăn tất luôn đi còn cắn đôi vừa. Ngại anh làm tất cả cùng luôn này. Tất này. Vừa thế đấy. Thơm lắm em ạ. Nhài mãi xong mới nói nhầm được. Thế còn mỗi nem là đủ hơn đúng không? Đúng rồi. Thế mà cũng hơn 3 tiếng anh em ạ, mới chuẩn bị xong được bao nhiêu ấy. Đội kia đang đi dọn dẹp ở ngoài, mới dọn dẹp bếp rồi. Trường Thái như đầu bếp vậy. Cũng vắt vát cái kiểu ấy không? Lại mắc này. Khen cái lại làm mất ngón tay luôn. Mất ngón tay chết. Cầm quả đao kìa, Thái nó mới đẳng cấp. Qua không lấy đũa với nem không có bỏng à? Đấy là chiêu ấy. Đội này toàn chơi bốc anh em ạ. Việt Nam người thật thật đâu, chơi nguyên bốc luôn. Định lấy găng tay nhưng sợ Thái giật vào tay. Nhưng gần đủ hết rồi đấy. Dọn chỗ là chiến đấu là được rồi.
Rồi, chuẩn bị lên mâm. Đấy, cho hai mâm này đúng rồi, cho nước ngọt. Bên mình thôi, bên mình để uống bia uống rượu chứ. Đây này, Huy lấy nó hai két bia ở sau cái máy uống sắt ra Huy ạ. Đấy, uống nốt ba mấy cái Heineken đi còn gì. Thì hôm nọ uống nốt đi. Đang khát khát, uống bia trước thì rượu sau cũng được. Đang nóng này làm mấy lon bia cho mát. Đấy, bia Huy nó cũng thùng ra đây. Rồi, mấy đội tắm rửa anh em ạ, chuẩn bị. Bia nó đổ vô cái rốt vào đây uống này, mắng rồi này. Xong rồi anh em ạ, chuẩn bị cá buổi chiều ấy. Bây giờ mới được ngồi vào mâm. Đủ hết rồi. Nào thôi mời cả nhà đi. Tí uống rượu sau uống bia trước đi. Bố uống rượu mật hay uống bia đấy. Uống đi cả nhà nhá. Nào, Long uống trước đi Long. Bố uống trước đi bố. Bên này cạnh tay phải trước này. Ê, Kiên nhá. Rồi. Rồi mình sẽ quay lại cam trước mình uống nha anh em. Thì cái đầu hết mà anh em thấy long hết rồi anh em nhéo. Mát quá anh em ạ. Nào bây giờ ăn đi. Mà trường ăn măng trước à? Ăn măng trước. Đứng sở trường long ấy. Long gắp món gì trước để gắp đi long. Ơ một tiết canh. Tiết canh thế nhở? Tiết canh để trường lấy trường lấy. Rồi mình sẽ mời đội cái cuống này nhá. Mời riêng anh em fan kênh Chế Tạo một cốc. Rồi sẽ quay lại đây. Đó, cái này uống trường cầm một cái chuẩn thoải mái. Rồi uống với tất cả anh em fan kênh Chế Tạo nhá. Bao năm nay mới mời anh em được một ly đầu tiên này. Hình như trước mới quay vlog mời rồi sao ấy. Có lần nào quay vlog ăn thì uống mời mà. À, quá. Bắt tay nhau phát. Trường bắt tay hộ giả vào chơi ra đi. Đấy. Trường có mời anh em gì không? Có ai mời anh em thì mời. Long có mời. Phan kênh sáng tạo nha. Chúc anh em chơi lễ vui vẻ cùng gia đình. Rồi. Thay mặt anh em cảm ơn chú nhá. Bắt tay này, anh em bắt tay hộ. Đến trường mời không? Không. Đợi mãi thèm mỗi cái bia đấy đúng không? Nên mời anh em fan kinh sáng tạo nhá. Rồi, quất đi thôi. Đó, ngồi ngay cái phòng mình quay video anh em ạ. Có nào dùng thế rồi, cây nhà lá vườn. Cảm ơn anh em nhá. Rồi, thay mặt anh em cảm ơn trường nhá. Rồi, cây nhà lá vườn anh em ạ, ngồi tại phòng mình hay quay video để ăn. Mạnh giao lưu kìa. Mạnh có giao lưu mấy anh em fan kiến tạo không? Không. Mời đi. Giang có đọc TV. Giang có đọc TV. Giang có đọc 50-50 thôi. 50-50 hết đi đã mời anh em về. Mấy khi mời. Nào hết luôn đi. Xong để anh thay mặt anh em nhé, bắt tay chú cho. Công này. Các bạn của ông mà. Đó, mạnh mẽ thế chưa nào. Ồ, thay mặt anh em kiến tạo bắt tay chú nhá. Anh em giao lưu. Anh Kiên Điện Nước. Kiên Điện Nước. Giao lưu với anh em fan kênh Sáng Tạo một ly và chúc toàn thể anh em fan trên mọi miền ở Tổ quốc nhiều sức khỏe, chúc bác có được nhiều video. Xin chúc sức khỏe tất cả mọi người nhá. Rồi thay mặt anh em cảm ơn anh Kiên Điện Nước nhá. Có nhiều ông kênh Sáng Tạo cũng đăng ký kênh hôm nay lắm. Hồi xưa mình kêu gọi bây giờ phải anh Kiên được 50.000 sub chưa? 59.000. 59.000 sub gì ạ? Ờ thay mặt anh em bắt tay Kiên Điện Nước cảm ơn Kiên Điện Nước nhá. Khỏe nhá. Rồi anh lười làm các sắp đứt bạc anh nhỉ. Làm sao kia. Mọi Long TV có mời lại lần nữa không? Có được đi được về không? Có. Làm được về luôn à? Làm được về luôn. Làm được về bắt tay anh em tiếp luôn này. Anh em nhớ đăng ký kênh Mọi Long TV. Mọi Long TV nhá. Uống chán đi xong thì quay lại ăn sau. Chính là làm nhiều nhưng mà cái lúc vào mâm mà đã xuống là uống rồi đúng không? Thấy chưa? À bắt tay lượt về nhá. Có lẽ mình sẽ cũng gác máy để ăn thôi anh em ạ. Ăn cầm máy này ngại quá. Ngon không Long? Thử đây là cái món của Huy làm đấy. Huy ăn thử món của đâu? Chú đi Huy. À đây món mà chú ngọt chú làm đi không? Rồi ok chú ngọt chú làm cái gì? Rồi mình cũng làm miếng nem đi. Hot girl ở kênh Tạo cuốn này. Kiều Trang nhá. Trang có mời anh em ly không Trang? Hay là đang cho con bú không uống được à? Chị chồng uống. Chồng bú. Chị chồng uống.
Thôi mình sẽ gác máy để dùng bữa anh em nhá. Đây quay lại đây. Ui. Hẹn lại anh em video sau nhá. Còn nghe anh em ơi.